Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng, cho Nhất Anh phụ trách. Nhất Anh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Mọi lần đó, thường thì tới mỗi lần mà đầu chương trình Nhất Anh hay hỏi là hôm nay anh Thắng sẽ dẫn Nhất Anh hay là khán giả Người Việt đi đâu. Nhưng mà hôm nay vô studio mà thấy sẵn có cái kim tự tháp đây, rồi thấy anh Thắng mặc cái áo mà giống như là ở bên Ai Cập mới về, là nhanh đoán là hôm nay nói về Ai Cập rồi phải không anh Thắng? Dạ vâng. Dạ, nhưng mà lý do gì mà anh Thắng chọn Ai Cập là cái điểm đến ngày hôm nay của mình? Có lẽ Ai Cập là một cái đất nước mà có lẽ chúng ta cũng hay tò mò, cũng như là du khách khắp nơi trên thế giới tò mò về cái đất nước này. Đây là một cái đất nước hiện tại trong cái thời điểm của thế kỷ 21 này thì chúng ta thấy đây cũng là cái khu vực nó có tạo nhiều vấn đề cho thế giới. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng đừng quên rằng Ai Cập là một cái khu vực mà ngày xưa ta nói là cái nôi của nhân loại. Thì những cái gì mà chúng ta thấy có vẻ là không được như ý của chúng ta ngày hôm nay đó, nhưng mà so với khoảng 4-5 ngàn năm trước thì đây là những cái gọi là cái nôi của cái nền văn minh nhân loại. Thì đó cũng là một cái địa danh mà chúng ta nên biết đến để chúng ta hiểu rằng là trong thời gian khoảng 5 ngàn năm trước con người đã làm cái gì. Nghe nói nhắc tới Ai Cập thì thấy là có một cái gì đó nó rất là xa xôi đúng không anh Thắng, giống như là Huyền một bí hả? mà đồng thời nó cũng là huyền bí như anh Thắng nói. Nhưng mà thường á, người ta như Ai Cập thì người ta chắc chắn người ta biết ngay tới kim tự tháp. Nhưng mà trước khi mình nói tới kim tự tháp thì anh muốn hỏi anh Thắng là cái địa lý của nó trước đã, tại vì nói tới Ai Cập người khi thấy là nó xa quá nhưng mà không biết là chính xác là nó ở đâu. Đầu tiên thì chúng ta phải nói về cái vị trí của đất nước Ai Cập. Ai Cập là một cái đất nước nằm trong cái gọi là cái lục địa Phi Châu. Nhưng mà nó nằm là phía đông bắc của Phi Châu. Tại vì nếu chúng ta coi cái Phi Châu như là một cái hình tam giác đó, thì một bên là đông bắc là Ai Cập, một bên tây bắc đó là Morocco. Còn phía cực nam của cái lục địa Phi Châu đó, đó chính là đất nước Nam Phi. Đó là một cái gọi là cái châu lục cũng khá lớn. Và châu lục này thì chúng ta biết đó, thì phần lớn chúng ta thấy những chủng tộc người da đen thì hay nằm khoảng giữa của Phi Châu. Tại vì Phi Châu dù sao cũng là một cái lục địa mà chúng ta được biết qua là có rất là nhiều sa mạc nổi tiếng với thế giới như là Sahara chẳng hạn. Nếu mà nhất anh đã có dịp đi Las Vegas thì Las Vegas là một cái tuy là một cái chỗ mà vui chơi của đất nước Hoa Kỳ, thế tuy nhiên người ta đã dùng những cái tên của rất là nổi tiếng của các lục địa hoặc là cái văn minh của Phi Châu để đặt tên cho nó. Cái này thì Nhất Anh biết có một khách sạn ở Vegas nó tên là Luxor, mà nó Luxor, đúng. làm thiết kế là y chang cái kim tự tháp giống như là ở bên Ai Cập đó anh Thắng. Đúng. Kim tự tháp thì nó là pyramid đúng không? Pyramid thì người ta gọi dịch là kim tự tháp. Nguyên cái chữ kim tự tháp tại sao gọi là kim tự tháp? Đúng không? Chữ kim thực sự nó là vàng đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta nhìn qua tiếng này thì chẳng thấy cái kim tự tháp nó là cái pyramid, nó không làm bằng vàng. Thế tuy nhiên thì nếu mà Nhất Anh hiểu tiếng Hán một chút đó thì cái chữ kim nó viết là cái hình giống như cái chữ kim tự tháp đó. Đó, nó viết chữ kim, nó trên đầu nó là hai cái hình tam giác này, thành ra cái hình đó không nó là chữ kim rồi. Chữ kim mà tự là cái chữ chữ kim đó. Cái tháp là cái tháp thôi, thì nó là hình thức giống như cái tháp mà hình theo cái chữ cái dáng của cái chữ kim. Thì đó cũng là tại sao người ta dịch ra chữ pyramid là kim tự tháp trong cái danh từ Hán Việt. Nhưng mà chúng ta có dịp đến đất nước Ai Cập đó thì đầu tiên có lẽ chúng ta phải nói sơ qua một chút về cái vị trí, cái địa lý của nó là tôi vừa trình bày. Thế tuy nhiên thì nói thêm đó là chúng ta biết cái lục địa ở Phi Châu đó rất là nhiều sa mạc. Nhưng mà không có nghĩa là cái lục địa đó là lục địa chết, hoàn toàn sa mạc. Nó là sa mạc rất là nhiều nhưng nó nằm trong cái khoảng khoảng giữa thôi. Đó. Thành ra ngay cái đất nước Ai Cập là một đất nước mà nằm phía trên, phía bắc của nó đó, thì nó giáp với Địa Trung Hải. Còn phía bên bên sườn của nó đó, thì nó giáp với cái Hồng Hải. Đó. Thành ra nếu mà Nhất Anh mà có dịp mà biết sơ qua về cái thời mà trong cái kinh Cựu Ước người Do Thái đó, ông Mô-sê khi mà ông dẫn đoàn người Do Thái đi từ Ai Cập là phải đi qua con sông con biển Hồng Hải thì mới vào trên cái khu vực của Trung Đông bây giờ. Thì đó cũng là trong một cái kinh thánh trong một cái tôn giáo họ đã đề cập đến. Nhưng mà nói đến Ai Cập thì người ta nói đến một cái con sông rất là nổi tiếng cho thế giới, sông Nin. Đúng rồi. Đó. Sông Nin, nếu mà Nhất Anh có dịp đến bên Ai Cập, chúng ta thấy đi suốt từ Nam cho đến Bắc, tức là cho đến Bắc là đi ra thẳng cái cửa biển của Địa Trung Hải.
thì chúng ta thấy một con sông nó chảy suốt từ Nam đến Bắc của Ai Cập. Có nghĩa là nó sẽ chạy hết nguyên từ đất nước dọc theo đất nước thực Ai Cập. Thực sự Ai Cập chỉ là một trong những đất nước mà con sông Ninh chảy qua thôi. Còn con sông Ninh nó chảy suốt từ phía dưới phía Zimbabwe, tức là phía của gần cái phía Nam Phi Châu rồi. Thành ra nó chỉ dài, mà con sông Ninh là con sông dài nhất thế giới. Nó dài có khoảng tới khoảng gần 7.000 cây số, tức là 6.800 bao nhiêu cây số đó. Thì chúng ta biết là đây là con sông rất là dài. Nhưng mà nếu mà Nhất Anh có dịp nhìn qua cái bản đồ của đất nước Ai Cập thì chúng ta mới thấy có một cái lạ là cả cái đất nước Ai Cập đó mà chỉ có một cái chấm xanh dài xanh chạy dọc theo con biển Hồng Hải thôi. Thì chính cái dọc xanh lá cây đó, đó là có đó con sông Ninh, và cả một cái nền văn minh của họ và cái gọi là nông nghiệp chủ phú của đất nước Ai Cập nó chỉ nằm ngay hai bên sông Ninh thôi. Thành ra hai bên con sông Ninh chỉ giỏi lắm chỉ khoảng 10 cây số. Không? Thành ra mình thấy rất là ngắn, mà cả một cái đất nước 1 triệu cái số vuông mà hầu như là phía bên miền Tây của Ai Cập là hoàn toàn là sa mạc. Thành thử cả một cái văn minh, cả một cái nền kinh tế, cả một cái nền nông nghiệp của đất nước Ai Cập cổ cũng như ngày nay đó đều phải dựa theo cái con sông Ninh để mà sống. Thành ra khi đến Ai Cập thì con sông Ninh là một cái con sông lạ lùng, tôi cho lạ lùng nhất thế giới, mà chúng ta sẽ có dịp phải đi cái cruise trên đó thì chúng ta mới thưởng thức được cái lạ của con sông Ninh. Thì nói ra, tính ra là tại vì do cái con sông Ninh đó là nó cung cấp hết cho Ai Cập tất cả những cái gì mà tinh túy nhất, đúng không Minh Thắng? Từ cái nền văn hóa cho tới nền kinh tế này nọ. Con người cần nước, đúng không? Chỉ có nước thì con người mới phát triển được, còn không có nước là con người chết. Thành thử đất nước Ai Cập đó là một đất nước cho chúng ta với một cái hoàn cảnh địa lý của họ, với một cái kiến trúc của họ, với một cái gọi là con người là phải thích ứng với cái hoàn cảnh địa lý để mà sống sót đó, thì đất nước Ai Cập cho chúng ta nhìn thấy được cái điều đó. Vậy thì lúc mà đi tới Ai Cập thì tới cái vùng đó, nhưng mà cái kim tự tháp thì là nó là ở đâu anh Thắng? Khi chúng ta nói đến Ai Cập thì chúng ta phải nói đến cái thủ đô của nó là Cairo. Cairo nằm gần về cái phía gọi là phía bắc của Ai Cập. Nhưng là chỗ đó là vẫn là sa mạc luôn anh Thắng? Không, cái khúc đó là cái điểm mà coi như là cái điểm chính của cái con sông Ninh nó chảy đến đó thì bắt đầu từ từ nó tỏa ra. Nó tỏa ra khoảng 8 hay 9 cửa sông gì đó. Thì 8 9 cửa sông đó là đổ ra cái biển Địa Trung Hải hết. Và cái Cairo thì được người ta chọn nằm ngay đó. Thực sự Cairo không phải là cái cố đô của Ai Cập. Cố đô cũ của Ai Cập là Alexandria. Đó là một cái thành phố nằm cạnh ngay con biển Địa Trung Hải. Cái thành phố mà có cái tên một người hoàng đế, một vị hoàng đế nữ hoàng rất nổi tiếng cho Ai Cập. Nhất Anh đoán là ai? Anh Thắng hỏi bất chợt quá nha, không có nhớ Cleopatra. Được. Dạ đúng rồi. Đó là vị nữ hoàng mà Cleopatra. Sẽ đóng ở ngay Alexandria. Nhưng mà đó là một thành phố chúng ta có thể nói trong cái dịp khác. Bây giờ chúng ta trở về cái chỗ cái Cairo. Cairo là thủ đô, và đặc biệt là cái từ cái Cairo này chúng ta chỉ đi khoảng 20 cây số thôi, không xa lắm, và chúng ta bắt đầu bước vào sa mạc. Và khu sa mạc đó chính ở nơi đây người ta đã đào xới cái cát bụi đó che lấp tất cả một cái biển cát ở trên đó, thì người ta đã đào lên được xới và người ta tìm ra được cái 3 cái kim tự tháp còn nguyên vẹn ở dưới cái lớp cát đó. Thì phải nói rằng cái kỳ quan của nhân loại rất là may mắn nằm ở sa mạc. Nếu nó nằm ở một cái vùng nằm ẩm ướt có nước chảy qua chắc là cũng đã hỏng hết rồi. Thì đó là người ta đã khám phá lại cái kim tự tháp nằm ở dưới đó. Và người ta đã đào, người ta bới cát ra và người ta tìm được 3 cái kỳ quan của thế giới. Đó là 3 kim tự tháp Keops, Kefren và Mykerinus. Đó là 3 kim tự tháp lớn nhỏ khác nhau. Nhưng mà người ta còn nói thêm về cái đời sống của cái các triều đại thời đó. Tức là ông Keops là ông lớn nhất. Ông con là ông Kefren. Ông cháu là ông Mykerinus. Thành 3 người đó là cả 3 cái triều đại, nhưng mà cùng là triều đại tiếp nối nhau. Và mỗi người một vị, ngày xưa họ không gọi là vua mà họ gọi là Pharaoh. Một Pharaoh đó họ xây dựng cái điều đó. Và cái kim tháp lớn nhất mà chúng ta đến gần cái khu vực đó nó gọi là Giza. Giza là gần Cairo thôi. Thì chúng ta sẽ nhìn được cái 3 kim tự tháp đó. Để mà chắc là nghe mà thấy rất là thích thú đó anh Thắng. Nhưng mà để mình sẽ dành cái thời gian đó rồi mình nói phần sau để anh có thể hiểu hơn về kim tự tháp cũng như là cái triều đại rất là lớn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình sẽ quay lại trong vài phút sau.
Nhân kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Chương trình lần này thì mình nói tới đi đến Ai Cập, anh Thắng. Đúng Dạ, vậy. trong phần 1 thì mình đang nói tới Kim Tự Tháp mà hồi nãy anh Thắng chỉ mới nói giới thiệu sơ sơ thôi, mà anh Thắng nói là trong sa mạc mà mình kiếm ra được ba cái Kim Tự Tháp và cái đó là một cái kỳ quan của nhân loại. Thì anh Thắng có thể chia sẻ thêm được không ạ? Tôi vừa nói bạn ba cái kim tự tháp, nhưng mà phải nói thêm rằng là Dạ. người ta cần tìm ra được một con nhân sư. Ừ. Nhân sư là gì? Nhân Dạ. sư là một cái con đầu người mình thú, Dạ. và cái con nhân sư đó qua cái hình ảnh của video hoặc là của những cái hình ảnh chúng tôi đã chụp về, quý vị có thể nhìn thấy cái con nhân sư này nó được tạc ra để và nằm ở ngay trước một cái kim tự tháp Khafre đó, thành thử Dạ. nó rất là đặc biệt. Có phải là để nó trấn giữ để bảo vệ kim tự Thì tháp người không ta anh cứ Thắng? nói người ta nói cái mục đích cái đó nó không phải là chấn giữ, mà cái khi mà tại sao con kiểu mà mãnh thú sư tử Dạ. mà đầu này đầu một pharaoh, Dạ. thì có nghĩa là người ta tượng trưng có thể một con pharaoh thì nó mạnh dũng mãnh như là một con sư tử chẳng hạn, thì Dạ. đó là một cái con nó được nằm ở trước một cái kim tự tháp và Khafre Dạ. đó, và trong bốn cái đó thì nó trở thành là bốn cái kỳ quan cả. Tại Dạ. vì nhất anh có thể hình dung giống như cái kim tự tháp mà chúng ta có ở đây. Dạ. Đây là một cái kim tự tháp mà chúng tôi có dịp và select và nhìn thấy là có thể quý vị nhìn thấy họ chạm trổ theo đây. Dĩ nhiên cái kim tự tháp họ thật sự nó không có hình này nhé, Dạ. nó cũng không có hình này, nó Dạ. chỉ là những cái tảng đá được chồng chất lên nhau. Và Dạ. kim tự tháp một cái chồng chất như vậy đó thì nhất anh nghĩ chừng bao nhiêu viên đá như vậy, Chắc là nhiều lắm hả anh Thắng? nhiều là bao nhiêu, nhất anh có guess được không, có thể đoán được không? Cả 100.000 không vậy anh Thắng? Không, một cái kim tháp lớn nhất của nó khoảng gần 3 triệu tảng đá được chồng chất lên nhau như Vậy là 100.000 của Nhất Anh là không có thế bằng này một không chút ăn thua gì nào của cả, hết. và Dạ. mỗi một tảng đá này nặng vài tấn, Dạ. thành ra làm sao để người ta xây cất được cái kim tự tháp, làm sao người ta kiến trúc được nó, thì cái đó là một cái câu hỏi mà có nhiều cái giả thuyết khác nhau. Thì tuy nhiên thì bây giờ cái con người ngày nay người ta có thể hình dung tại sao người ngày xưa họ làm được, nhưng đá ở đâu lấy về, thì đó là cả một cái hành trình mà chúng ta chỉ khi nào chúng ta có dịp đi trên Ai Cập và chúng ta đi từ đầu con sông Nin đến cuối của con sông Nin, tức là cuối của bên Ai Cập đó, Dạ. tức là đi gần đến cái biên giới giữa Ai Cập với Sudan, thì Dạ. chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao đá ở đâu họ lấy ra. Thành Dạ. thử chúng ta toàn là sa mạc không mà tại sao có đá như vậy, thì Dạ. đó cũng là một cái điểm mà rất là thích thú khi chúng ta đi một cái chuyến đi du lịch về Ai Cập. Thì Dạ. tour guide cũng như những người hướng dẫn sẽ cho chúng ta biết rất là nhiều cái chuyện mà cho đến ngày nay thì người ta vẫn còn đang đào xới ở khu vực của trên con dọc theo con sông Nin, và người ta càng đào thì người ta càng khám phá ra những cái điều mà người ta không hiểu được tại sao cái con người Ai Cập cổ đó Dạ. khoảng cách đây 4 đến 5 ngàn năm họ Dạ. đã có thể làm được những cái chuyện đó. Dạ. Nhưng mà nãy giờ nghe anh Thắng nói nhưng có một cái thắc mắc là những cái kỳ quan này nó vẫn còn và du khách có thể tới, nhưng mà mình có đi vô được không anh Cái đặc biệt nhất là một cái chuyến đi du lịch chúng ta thích thú nhất, nhớ anh biết Thắng? không, là như tôi chẳng hạn, khi Dạ. mà tôi đến cái khu vực của cái Giza Ai Dạ. Cập thì chúng tôi đã có dịp cưỡi lạc đà lững thững đi từ ngoài sa mạc đi đi vào trong gần đến kim tự tháp, đi đến chân kim tự tháp đó thì Dạ. mình mới xuống. Và Ừ. dĩ nhiên ngày ngày nay người ta đã có mở ra một cái cửa để chúng ta có thể luồn lách đi vào trong kim tự tháp bên trong đó, chúng ta có thể nhìn thấy được cái gì trong đó và Dạ. chúng ta sẽ hiểu được họ xây như thế nào và để làm gì. Nhưng mà thực sự cái lý do tại sao người ta phải xây một cái sự tốn kém nhân lực như vậy, tại vì một cái kim tự tháp này đó nó xây đâu phải là chỉ có 1 năm 2 năm xong được, Dạ. thành ra cả chục năm, và Dạ. trở thành một cái cho đến một vị pharaoh nhiều khi ông chết mà chỉ để chôn vị pharaoh đó không thì nó cũng là cả một cái câu hỏi là Dạ. quá tốn kém Dạ. đó. Thế tuy nhiên thì nó vẫn hiện diện, từ ngày nay người ta vẫn nhìn thấy sự hiện diện của nó, nhưng mà chúng ta đang lồn rách vào bên trong, càng đi vào trong của cái kim tháp nhất anh càng có những cái ngạc nhiên, và đồng thời nếu mình là một người thích tò mò thích tìm hiểu thì mình sẽ đặt những câu hỏi cho chính mình, và dĩ nhiên câu hỏi đó thì mình dần dần sẽ được những người tour guide có thể giúp mình hiểu hơn, hoặc là chúng ta phải qua những đọc các tài Tài liệu. liệu Dạ. nghiên cứu là tại sao phải như vậy như vậy như vậy. Thì đây là một cái nền văn hóa của người Ai Cập cổ. Dạ. Sở dĩ chúng tôi phải phân biệt là người Ai Cập cổ và người Ai Cập ngày nay. Người Ai Cập cổ họ khác, và người Ai Cập cổ và người Ai Cập ngày nay họ vẫn có những cái khác biệt nhau, mặc dù cùng sống trên một mảnh đất đó
Thế nhưng mà những người Ai Cập cổ là tổ tiên của những người này đó, thì họ có một cái nền văn hóa hoàn toàn khác. Như Nhất Anh biết là Ai Cập bây giờ là một đất nước theo cái văn hóa, theo cái tôn giáo là Hồi giáo. Còn ngày xưa thì họ khác, thần linh của họ khác, và họ có những cái suy tư khác, và họ có những cái kiến trúc khác hẳn bây giờ. Nhưng mà cái nãy anh Thắng nói là mình có thể cưỡi lạc đà, xong rồi ngồi trên lạc đà mà đi, mình đi lên, mình đi quý vị có thể xem một vài video clip hoặc hình ảnh của tôi là người cưỡi lạc đà trên đó, và thì đi tới đến Kim Tự Tháp, mình thấy cái thích thú lắm. Thích thú nhất là mình sống lại được cái thời gian của mấy ngàn năm trước, đi giữa sa mạc nhìn cái Kim Tự Tháp, cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà đi một cái chuyến đi Ai Cập rất là thích thú. Thực ra là thường người ta nói là đi du lịch là để xem cái này xem cái kia, nhưng mà thực ra cái trải nghiệm, cái mình, cái đúng bản thân mình trải nghiệm, nó mới là cái điều đáng quý, đúng không Minh Thắng? Thứ nhất là chúng ta dùng cái thể nghiệm của mình vào một cái thời gian cũ, đồng thời nhìn cái kiến trúc ngày xưa đó, mình không hiểu được người ngày xưa họ là kiến trúc như thế nào, làm sao họ có thể đưa những tảng đá ở đâu đến chẳng hạn, tại sao ở giữa sa mạc mà có những cái tảng đá như vậy, thì đó cũng là một trong những cái rất là thích thú trong một cái chuyến đi, để thứ nhất là du lịch, thứ hai là tìm hiểu, thứ ba là người nào thích về văn hóa tìm hiểu về văn hóa cổ của người ngày xưa. Tôi dùng chữ ngày xưa đó là 5.000 năm trước, con người rất là ít chứ không phải vài tỷ người như bây giờ nữa. Thành thử cái thời gian đó là cái số dân số của con người, của nhân loại nó vẫn khác hẳn bây giờ. Và tại sao mà người ta đã phải làm những cái chuyện đó, người ta phát triển những cái kiến trúc của người ta như thế nào, thì đó cũng là một trong những cái rất là thích thú để chúng ta tìm hiểu trong chuyến đi Ai Cập. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đến với chương trình ngày hôm nay. Thực ra mà nói tới Ai Cập thì chắc nói hoài cũng sẽ không hết, đúng không anh Thắng? Đúng rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm cái này về trong các chương trình khác. Phải hẹn anh Thắng lần sau mình sẽ nói thêm về Ai Cập nha anh Thắng. Chương trình đến đây là xin tạm dừng, hẹn quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.